Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của SPS. Hôm nay thì mình sẽ đến với MV mới nhất của một trong những ca sĩ Gen Z vô cùng tài năng tại Việt Nam. Không ai khác, đó chính là Ren Evans với MV mang tên là Việt Kiều các bạn. Thì chúng ta đã biết quá rõ và những bài hit của Ren Evans như là Thích Em Hơi Nhiều, Cơn Đau và Gặp May đúng không ạ? Thì đây là một trong những MV mà mình khá là chờ đợi vì cái tài năng và cái phong cách âm nhạc của Ray Evans thì được rất là nhiều bạn trẻ, ngay cả mình cũng vô cùng là thích thú và thích với cái style cũng như là cái chất riêng của Ray Evans. Ok, mình sẽ vào xem ngay MV mới nhất của Ray nhé. Let's get it. 1, 2, 3. Việt Kiều. I'm chasing, dream big is an understatement. Là mà đã làm là không nhầm nhở. Có đó đến mấy chơi thằng nào than thở. Là việc xuyên tết bọn anh đang mở. Tình yêu âm nhạc không thể giang sở. Dài Hà Nội auto văn vở. Anh lên dài là do ăn ở. Thì yêu anh vàng là không chăn trở. Chăn trở cái talk about affiliation, I'm gon' pass it. Pass it to you, your friend, he gon' smash. This match. Yeah, they will talk about me. My city gon' talk about me. Mấy em gái con talk about me. Mấy thằng cu con talk about me. Em xong thì tiếng mà không phô ra. Anh không thích bật mí. Ở ngoài thì anh giống như mô tả. Mình bị đẹp trai một tí. Baby, sometimes I find it hard to give. It's hard to you. I'm gonna be lying if I didn't try to make you feel confused. Việt Kiều của Ray Evans và thật sự mình quá bất ngờ với cái beat của bài hát này luôn các bạn. Một cái bản phối mà từ đầu tới cuối là Ray Evans hầu như là chỉ sử dụng phần drop, phần chỉ là những cái bass này, đi những cái melody, cái tiếng bass rất là độc và rất là lạ luôn các bạn. Và mình cảm giác như bài Việt Kiều này là Ray Evans đã dành thời gian ra để sáng tác nó, trau dồi nó và gửi gắm những cái ca từ của chúng nó từ rất rất là lâu rồi. Tại vì chúng ta có thể biết Ray Evans đã hầu như sau những cái bản hit như là Cơn Đau, Gặp May thì chúng ta hầu như là ít thấy Ray Evans ra mắt MV nhiều trong cái giai đoạn vừa rồi, và chỉ có cái EP là Chiều Hôm Ấy Anh Thấy Màu Đỏ thôi, thì mình mặc một cái màu đỏ các bạn. Và đúng như mình có linh cảm, mình đã xem trailer trước là Ray Evans sẽ đưa vào đó một cái
một cái vibe màu đỏ nữa, tại vì Raven khá là thích màu đỏ vì có quá nhiều sản phẩm âm nhạc chúng ta thấy Raven sử dụng màu đỏ các bạn. Và với MV Việt Kiều lần này thì cái cách quay MV cũng như là cái mình sẽ nói qua về cách quay MV chính là thì cái cách quay MV lần này của Raven nó thật sự là nó đã lột xác hoàn toàn so với những cái bài hát trước đó, và nó trở nên gần gũi hơn với người xem khi chúng ta thấy Raven sử dụng quay ngoại cảnh rất là nhiều từ đầu tới cuối luôn, ở trong một cái khu chung cư cũ, mình không biết là ở Sài Gòn hay là ở ngoài Hà Nội nữa đó. Và cái trang phục trong MV này của Ren khá là lạ, có nghĩa là Ren hình như là vào qua một anh chàng Việt Kiều đúng như tên bài hát, mình đoán là như vậy, và có một cái nhóm, và có cả một cái nhóm gọi là như là đệ tử của Ren đi cùng để đi gặp một cô gái ngồi trên chiếc xe ba gác rất là lạ. Đúng là Ren luôn luôn có những cái ý tưởng rất là độc cho mình. Để cảnh lên xe ba gác cười các bạn. Hình như đây là MV được quay ở Sài Gòn các bạn, vì đây là cái cảnh ở đường Trường Sa hay Hoàng Sa rất là quen thuộc các bạn, cái chỗ mà lái xe này là các bạn, chúng ta có thể nhìn cái hàng rào ở ngoài kia là cái chỗ bờ kè đưa em ra bờ đê, có một cái câu trong đó các bạn. Cho nên mình đoán là MV được quay ở Sài Gòn, có những cái cảnh khá là quen thuộc đó với mình. Ok, và tiếp theo mình sẽ nói về những cái gì mình suy nghĩ, mình cảm nhận về giai điệu bài hát. Thì Việt Kiều đúng là một trong những bài hát mà nó thật sự là rất bắt tai các bạn. Từ đầu tới cuối là đi từ những cái tiếng bass vô cùng là chất lượng của Raven luôn các bạn. Đầu tiên là cái melody quá cú luôn. Ngầu đét luôn mọi người. Raven ngầu đi chứ. Quá đỉnh. Vẫn mong. Đừng xa đang heavy baby, I don't love you anymore. I'm there yo. Baby I'm out here. In Vietnam I'm out here. I'm hungry, I'm chasing. Dream big is an understatement. Làm, đã làm mà đã làm là không nhăm nhở. Có đói đến mấy chứ thằng nào than thở. Là việc xuyên tết bọn anh đang mở. Tình yêu âm nhạc không thể giang dở. Đúng là những cái lời rap và cả những cái đoạn lyric rap của Ren cũng rất là chất hơn rất là nhiều so với những cái bài hát trước luôn á các bạn, mình cảm giác là như vậy. Có pha những cái câu của tiếng Hàn Quốc vào trong này nữa, nó làm cho cái phần rap của Raven nó thêm nhiều màu sắc hơn và nó dày hơn và nó không có bị trống luôn các bạn, nó đa dạng hơn luôn á. Cái sự sáng tạo vô cùng là thú vị và rất là thông minh của Ren các bạn. Đừng xa đang heavy baby, I'm not anymore. I'm there yo. Baby I'm out here. In Vietnam I'm out here. I'm hungry. Need your son. Need your son. Đừng nói thêm nữa à lát xò. Biết rồi. Anh biết hết rồi không cần bán mò. Rất là độc thôi các bạn. Và có cái đoạn cuối cùng là cái đoạn mà chơi cái nhạc như là nhạc, giống như là cái đờn ca tài tử gì đó, giống như là nhạc nhạc ô tô đó các bạn. Đó đây nè. Phụ phạt tác
rap giữa các bạn nghe nghe thật sự là những cái câu chữ của lyric trong phần rap của Ren nó rất là cuốn, vô cùng lôi cuốn từ đầu tới cuối luôn. Và đoạn mình thích nhất vẫn là cái đoạn bass lần đầu tiên vô, nghe đoạn đầu tiên vô các bạn, nghe lại đoạn đó một lần nữa nha. Let's go. Baby, sometimes I find it hard to give. It's hard to you. Why? I'm gonna be lying if I didn't try to make you feel confused. Ok, chúc mừng Ravens với Việt Kiều và cảm ơn các bạn đã xem video clip reaction của mình. Nếu các bạn thấy vui, thấy hay cho mình làm, share một comment nhé. Mình đừng quên hãy tiếp tục ủng hộ cho kênh của mình và các bạn nút đăng ký kênh giúp mình nhé. See ya, gặp lại.